Chào tất cả mọi người. Hôm nay mình tranh thủ ghép một số mắt đào. Đây thì mình làm cái chơi ngắn ngắn cho mọi người cùng xem nhé. Cái gốc đào này mình ươm hôm mùng 9 Tết, mùng 9 âm. Gốc này vanh 140. Có dáng hình bàn tay Phật luôn. Còn cảnh bên kia thì dáng huyền. Đấy. Quay cho mọi người ngắm tí nha. Thì như cái đợt là 9 tháng 2, cách đây gần một tháng thì tôi bắt đầu ươm gốc này. Bây giờ các cái mầm lên tự nhiên đã lên. Tuy nhiên là ở một số các cái tay cành khác nó đang còn chậm ấy. Chính vì thế tôi sẽ phải ghép mắt bổ sung. Hôm qua tôi ghép thêm 3 mắt vào đây. Đây. Ở vị trí này. Đây. Hôm qua ghép 3 mắt. Hôm nay thì hôm qua là ghép mắt tôi áp vào vỏ. Đấy, để cho nó đẹp. Còn hôm nay thì tôi sẽ làm cái ghép nêm nhé mọi người nhé. Không có ai quay cho nên là cũng mong mọi người hết sức thông cảm. Tôi vừa làm để quay luôn. Vừa chọn góc máy luôn. Đặt sao cho nó dễ nhìn cho mọi người. Còn hôm nay tôi sẽ thực hiện nó này. Dụng cụ của tôi hôm nay có dao để tí tôi tách cái vỏ hoặc là tôi băm vào đây để cho nó tạo cái độ kẽ này. Dao này dao tôi mua ở ngoài chợ Mường Lát đây, dao người Mông, một cái kìm cắt cành, một cái kìm này cũng cắt ghép này, nhưng mà cái này thì chưa dùng tới. Này sẽ dùng trong cái ghép cảnh nhỏ với nhau. Còn này là tôi sẽ thực hiện ghép nêm nhé mọi người nhé. Đây một con dao. Con dao này thì để cắt vát cái cành đào. Đào thì tôi chọn những giống đây nhé mọi người nhé. Đặt lại vị trí này cho mọi người cùng xem. Đào tôi lấy cành đang còn non tơ. Đây. Cái thân của nó có độ sáng tươi. Mắt đang còn có cái độ sưng. Cái này là để chọn giống cho nó khỏe. Thì tôi sẽ ghép cho mọi người cùng xem nhé. Đây thì các cái mắt bé. Thì tôi sẽ ghép nêm. Này, trước khi vào thực hiện ghép thì tôi sẽ chọn giống, chọn mắt. Mọi người lưu ý nhé. Các cái mắt giống là phải có độ sưng to, cũng như là tránh cái trường hợp mà mắt khô mắt hỏng nha mọi người nhé. Cái này là hôm chiều qua là tôi mới cắt ở cây mới, chiều nay là ghép luôn.
cảnh đào như này ghép được nhiều mắt lắm mọi người ạ. Tha hồ chọn mắt để ghép. Ghép nêm thì ta nên chọn cái cành nó to mập một chút để cho nó khỏe. Còn nếu ghép mắt thì hôm qua tôi lại không quay clip vì hôm qua làm chiều tối quá. Thì ta sẽ tách cái phần mắt này ra, nhưng mà tuy nhiên hôm nay tôi ghép nêm. Tôi sẽ cắt khúc. Tôi chọn mắt xong, chọn từ 3 đến 5 mắt. Thường thường tôi sẽ chọn 3 đến 5 mắt. Đây, cứ chọn mắt to đẹp như này nhé mọi người. Ta sẽ gọt vát đi, hoặc đẽo vát đi nhé mọi người nhé. Đây. Sau khi tôi đẽo vát đi này, đấy, nó sẽ ra như này. Bây giờ tôi sẽ cắt đến đây, cắt đây nhé mọi người, sẽ tận dụng được mắt này. Đây sẽ có 1, 2, 3, có 3 mắt. Nhưng mà thôi, chúng ta sẽ lấy thêm một chút nữa. Ghép tạm thời ghép 3 mắt nhé mọi người nhé. Đây, chọn giống đây mọi người nhé, nó to hơn, to gần bằng ngón tay nhé. Bước tiếp theo ta sẽ chọn vị trí. Nếu mọi người muốn cho nó tỏa cành về hướng bên này, để tạo tán hướng bên này, thì chúng ta sẽ tách cái vỏ đây. Có nhiều kiểu tách vỏ nhé. Mọi người có thể tách kiểu này, lấy dao phập vào vỏ tách, hoặc là phập vào thịt trong này tách ra, hoặc là như tôi có dao nhọn như này thì tôi sẽ tách bằng mũi dao nhọn nhé mọi người nhé. Bây giờ là ta sẽ áp cái phần mặt cắt dài hơn, nhiều hơn vào trong nhé mọi người nhé. Phần mặt ít hơn ra phía ngoài. Nêm vào thôi. Cái ghép nêm này nó dễ hơn mọi người. Nhưng mà khi nó mọc thì nó sẽ tạo cái độ sần sùi hơn. Làm cho nó kín mắt là được. Đây, tôi ghép mẫu một mắt xong, tí nữa tôi sẽ tạm dừng clip để tôi ghép mắt tiếp theo. Khi hoàn thiện thì tôi sẽ tiếp tục quay nhé mọi người nhé. Tạm dừng đã. Tạm dừng cho mọi người để xem nó đỡ bị tốn thời gian. Đấy. Còn lưu ý đây là các cái này là, đây là các cái lên tự nhiên này. Đây thì sau khi mà ươm gần một tháng, tôi quan sát thấy chỗ nào mà cần phải bổ sung thì tôi mới bổ sung. Đây, như cái cành này
chưa thấy có cái mầm nào lên thì tôi sẽ phải nêm vào để bổ sung thêm cái độ che phủ tán cành cho cái cây đào của tôi. Đấy, chính vì thế là tôi sẽ nêm. Như mọi người sẽ nói là thời gian sẽ muộn, nhưng thực ra bây giờ đang là thời điểm mùa xuân. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 3 năm 2022. Đấy, chính vì thế thì thời gian nó vẫn còn trong cái thời điểm để chúng ta ươm cũng như là ghép. Nếu mà như nhà vườn thì họ sẽ tính ra là ươm muộn, vì là họ ươm trong năm và họ cuối năm đã có thể bán được các cái cây đào, cành đào này rồi. Nhưng mà riêng cái này là ta mua về nhà chơi, cho nên là cái thời điểm nó mọc trước mọc sau mình không quan trọng lắm, miễn sao cây sống khỏe tán đẹp là được nhé mọi người nhé. Mình tạm dừng một chút nhé. Ở đây nữa này, lúc nãy là tôi tách vỏ một chút, nhưng bây giờ tôi sẽ làm kiểu khác mọi người nhé. Tôi sẽ tách theo kiểu này, cũng là tách vỏ nhé mọi người. Đây, yên tâm mọi người cứ mạnh dạn nha, không vấn đề gì đâu. Đây, tôi vừa tách đây. Đấy, tách vỏ ra. Có một số người là sẽ cắt bớt đi cái vỏ này, nhưng mà tôi không cần cắt. Tôi chỉ để luôn thế này nha. Rồi, tạm dừng lại nha. Tí nữa tôi ghép xong món này tôi xem tiếp. Đấy. Thế là hôm nay đi thể dục về đó. Đây nhá mọi người, tôi cắt chọn mầm giống này. 1, 2, 3, 4. Cành này có 5 mắt này. Quay cận cảnh cho mọi người xem, quan sát cho nó dễ. Đấy, ta cũng căn theo, bám theo cái độ đút vừa đến theo vỏ thôi. Khả năng là cái này tôi sẽ cắt đi một chút. Tôi sẽ cắt một chút vỏ này đi là được. Đó. Dễ thôi mọi người nhé. Yên tâm, anh em cứ chơi đào thoải mái, đào tiếp. Tôi cắt bớt đây mọi người này. Rồi, thế là xong. Thêm một cành như này nữa nha mọi người nhé. Tí nữa tôi tạm dừng clip đã. Đây là cái cành giống thứ ba nha mọi người nhé. Lưu ý mọi người khi mà chúng ta cắt cắt cái vát này này, tạo độ nghiêng ấy, là chúng ta phải cắt vát làm sao cho nó tạo được cái độ mặt phẳng nhẵn nhất có thể nhé mọi người nhé. Vị trí thứ ba đây, tôi sẽ cắm vào đây. Mỗi đầu cành này tôi sẽ cắm 3 cành nêm bổ sung. Thực ra cái mục đích của tôi nêm vào như này là do cái thời điểm mà tôi ươm là nó mới chỉ lên được các cái mắt ở phía dưới thôi, rồi các cái đầu cành nó chưa lên được mắt mới nào cả. Chính vì thế là tôi sẽ phải nêm bổ sung vào, nếu không là nó sẽ sau này nó sẽ xấu. Sau này khi lên nó không đều, thậm chí nó để lâu về dài nó chết mất cái cành rồi. Cành to trên này đi thì nó lãng phí mất cái dáng thế của cây đào, nên bắt buộc tôi phải nêm bổ sung vào. Anh à, đi thể dục về này, mấy gia đình đang chơi tí, đang ghép bổ sung thêm ít mắt nữa.
Mọi người chuẩn bị sẵn một ít dây nhé mọi người nhé, để buộc cho nó chặt lại, để cho nó tiếp xúc được với cái da của cây đào cùng với cái lát cắt mới của cái cành mình dâm á, cành mình nêm á, thì để làm sao cho nó tiếp xúc được tối đa nhất có thể để nó kết nối lại với nhau, liên kết lại với nhau. Còn mọi người nếu mà ai có nhu cầu lấy dao này để về sử dụng thì liên hệ với tôi sẽ lấy giúp cho. Dao chỗ tôi là tôi mua với đồng bào dân tộc Mông. Đấy, dao này dao Mông có một vài mẫu khác nhau, nhưng tuy nhiên là tôi mua con dao to này dùng cho nó đã, có loại bé hơn một chút. Và kiểu dáng cũng có cái độ bay lượn, cong queo các thứ, cán với lại nắp dao nó cũng khác. Đấy thì giới thiệu cho mọi người, nếu mà có nhu cầu lấy dao thì liên hệ tôi, để lại tin nhắn vào phần bình luận, hoặc là mọi người có thể gọi điện cho tôi theo số điện thoại 0977 662 447. Tôi là Tuân ở Mường Lát, Thanh Hóa. Tôi sẽ hỗ trợ cho mọi người lấy mua dao như này, kể cả thích mua giống đào gốc to khủng về chơi hoặc là về cho vào nhà vườn ấy, thì cũng liên hệ với tôi cũng sẽ cung cấp nhé. Để tạm dừng tiếp anh em mọi người. Tại sao mọi người thấy cái cây này, cây này cây xanh tôi mới ươm đang để tận dụng bên cạnh này, ươm cho nên dựa vào đây đấy nhá. Tôi sau khi tôi nêm xong ba cành này có 2, 4 mắt, 5 mắt, 10 mắt này, 1, 2, 3, 4, tổng là 14 mắt ở đây nhé mọi người nhé. Đấy, cái này là gọi là ghép nêm. Bây giờ tôi sẽ quấn cái dây thêm cái băng keo vào đây nhé, cái băng tàn của để ghép cây ấy. Quấn vào cho nó kín, nó không bị hở cái cây ra, và đồng thời là tôi quấn kín cả trên đầu hở này để cho nó cây cái cành nó không bị mất nước nhé mọi người nhé. Tí nữa tôi còn cẩn thận tôi sẽ chùm thêm cái túi bóng này vào nữa. Quấn cái băng tan này thì mục đích là để cho che kín cái vết thương hở nhé mọi người nhé. Còn nếu mà ở cái mắt cây đào mà nó vẫn còn có mắt mà mình chót không may mà mình che phải á thì cũng không gì đâu mọi người nhé. Thì giờ mắt cây đào nó sẽ đâm xuyên thủng được cái băng tan này nhé mọi người nhé. Quấn kín các cái kẽ hở này. Đây mọi người quan sát nha. Sau khi tôi quấn xong các cái băng tan là nó che được các cái vị trí vết thương hở nha mọi người nha. Đấy.
Và mọi người cũng lưu ý là đừng có quấn băng tan nhiều quá trong một cái vị trí của cái mắt cây đào nhé, thì nó sẽ tạo độ dày dài thì nó sẽ khó đâm hơn, và thậm chí nó sẽ bị chột cái mắt đấy luôn, nên mình lưu ý một chút. Đây, bây giờ tôi sẽ che đây một chút bằng băng tan, sau đó tôi chùm túi bóng. Đấy, cố gắng làm sao quay ngắn gọn nhất cho mọi người cùng xem, cùng tham khảo. Tìm vị trí đặt đây cho mọi người xem này. Không có người quay giúp cho nên không có ai được nhờ quay, nên là phải quay đấy. Quấn được cái rồi, để chuẩn bị quấn cái thứ hai, thứ ba. Đây nha mọi người ơi, tôi đã quấn xong, bịt xong các cái đầu vết thương hở nhá. Và đây tôi cũng quay cho mọi người xem một chút. Đây là cái cây đào mà tôi chặt cành để dâm thôi nhá. Này cũng đang lên mầm. Đấy. Hy vọng thời gian tới nó sẽ lên đẹp, vì cái đoạn này nó có cái ngàng ra như thế này này, cái ngàm ra. Đấy, bị tách cái vỏ, tách cái thân ấy. Nó bị tách đôi ra như này, tạo thành cái hình như này. Thế là tôi lại đây, thành hình này. Nên tôi thấy như thế nó có hiện tượng cũng có thể đâm dễ được, nên tôi tận dụng cái lấy về tôi ươm thử xem thế nào. Nếu mà nó dâm được tốt thì là sẽ có một tác phẩm bonsai đẹp mọi người nhé. Đây, còn bây giờ thì tôi sẽ chuẩn bị kết thúc video này. Bước sau là chùm cái túi bóng lên để cho nó giữ độ ẩm. Khi mà nó lên mầm mới thì mọi người sẽ bóc ra từ từ nha. Quấn làm sao thật kéo để đến lúc là nó kín được hơi ở đây nhé mọi người. Đấy. Đây, tôi quấn xong đó mọi người nha.
cây buộc để cho nó kín cái hơi để không bị mất nước nhé. Đặc biệt là cái cành mà mình mới ghép là nó mà hở ra là nó sẽ dễ bị mất nước. Lưu ý mọi người như vậy. Đây, thành quả của tôi đã xong. Kết quả đã xong. Sau hơn 20 mấy phút thì tôi đã ghép xong được, ghép nêm được 3 mắt đào để chia sẻ trao đổi cùng mọi người. Đấy, tôi cũng không nhiều kinh nghiệm nhưng mà biết được cái gì là tôi sẽ chia sẻ và truyền tải lại cho mọi người cùng biết để chúng ta cùng nhau thỏa sức đam mê. Đấy, tôi buộc đây, quấn đây. Đây là cái trong này. Cái này là kín hơi luôn rồi đấy mọi người. Rồi mai tôi lại mới tiếp tục, tôi ghép nêm vài mắt vào mấy cái đầu cành này để tôi muốn là không bị các cái đầu cành về lâu về dài nó sẽ chết mất đi, cho nên bắt buộc mình phải ghép nêm vào bổ sung vào để kịp thời nhé, để cho kịp thời rồi đến lúc nó sẽ phát triển được cái đầu ngọn cho cái cành đào thì nghiễm nhiên là cái cây đào nó sẽ không bị chột các cái đầu cành sau khi mà mình cắt mình đâm. Đây, mọc các cái mầm lên ở phía dưới đây nhiều, còn đầu ngọn là ít, cho nên bắt buộc là mình muốn tạo được các cái tán ở đầu ngọn là mình phải tấy ghép mắt vào. Đây là cái này mình chỉ lấy mình mắt này, ghép mắt vào thôi, tách vỏ ra ghép vào chỉ mình mắt thôi, còn cái này là mình nêm. Đấy, có nhiều cách làm ghép đào. Rồi, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người các clip lần sau nhé. Chúc mọi người có một buổi xem clip vui khỏe và có nhiều cái bình luận trao đổi thêm để chúng ta cùng thống nhất về cái kinh nghiệm. Rồi, xin chào mọi người. Đấy, toàn cảnh dáng cây đào đây này. Dáng giống như bàn tay luôn này. Được chưa? Rồi, xin chào mọi người nha.